Ngày 12 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cần Giờ để đánh giá kết quả nổi bật, các giải pháp triển khai trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và kế hoạch phòng chống dịch, phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Bây giờ khi chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bình thường mới, toàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 và thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 19 ở một số nơi trọng tâm trọng điểm, những nơi kiểm soát được dịch. Trong đó, huyện Cần Giờ là một trong số ít địa phương của thành phố được chọn đi đầu trong chặng đường mới, bình thường mới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, huyện không đặt tham vọng làm sạch địa bàn, xanh đến mức không còn F0. Huyện phải có kế hoạch bình thường mới trong điều kiện còn F0, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Đồng chí nhấn mạnh, chúng ta không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt trong suốt thời gian dài, sức chịu đựng của nền kinh tế, sức chịu đựng của người dân có giới hạn. Thống Nhất sẽ mở ra, nới rộng ra, nhưng theo quan điểm an toàn là trên hết, chậm, chắc, không được chủ quan. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kế hoạch của huyện Cần Giờ phải đi từng bước, từng chặng đường, từng lộ trình cho chắc chắn. Toàn thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phấn đấu, nhưng huyện Cần Giờ đi trước để rút kinh nghiệm. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị huyện Cần Giờ tập trung làm hai việc lớn. Trong đó, chuẩn bị khởi động lại các dự án lớn để tập trung lo cho chiến lược lâu dài và thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện cũng như nghị quyết Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đề ra. Việc lớn thứ hai, đó là chuẩn bị trước mắt theo những kế hoạch để chia lửa với thành phố Hồ Chí Minh bằng những dự án du lịch nội địa, những dự án nhà ở xã hội di dân trong điều kiện khó khăn về giãn cách. Đối với kế hoạch du lịch, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cần khởi động lại, bố trí lực lượng thực hiện điểm đến an toàn, điểm đi an toàn. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để làm được những việc trên, đòi hỏi có hai việc tiên quyết. Huyện Cần Giờ củng cố lại hệ thống y tế, không chỉ của nhà nước mà còn có sự tham gia của tư nhân. Đồng thời huy động y tế Đông Tây Y kết hợp và phải quản lý bằng công nghệ. Theo đồng chí, thành bại của chúng ta là ý thức của người dân, do đó tiếp tục phát huy vai trò, ý thức, nâng cao mức cảnh giác của người dân. Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết, giai đoạn 1 từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10, bên cạnh các loại hình được mở cửa theo hướng dẫn của thành phố Hồ Chí Minh, thì huyện đề xuất thí điểm mở thêm một số hoạt động như đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, tổ chức hoạt động lại chợ truyền thống. Về kế hoạch mở lại du lịch, trong đó xây dựng tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, khách du lịch đến chỉ được ở trong những khu vực nhất định, dự kiến đến ngày 30 tháng 9 có thể mở thí điểm tour du lịch này.